Đã trượt tất cả nguyện vọng mình mong muốn, nhiều thí sinh đang ngóng chờ đợt xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên nhiều trường có thể không tuyển thêm bởi năm nay tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ảo thấp. Từ nay đến ngày 30 tháng 9 là thời gian thí sinh đưa ra quyết định nhập học dựa trên nguyện vọng đã trúng tuyển. Năm nay thì do điểm chuẩn có xu hướng tăng so với năm trước, nhiều thí sinh ở mức điểm tầm trung, thậm chí là tầm cao đã trượt các nguyện vọng mình mong muốn. Tâm lý tìm kiếm cơ hội ở các đợt xét tuyển bổ sung là có. Tuy nhiên, theo các trường thì những thí sinh này cần lưu ý khi tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bổ sung có thể sẽ giảm nhờ hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 22 điểm, Hà Trang chỉ đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng 4, ngành quản trị thư viện. Một nguyện vọng đăng ký cho có. Thay vì xác nhận nhập học, em cùng bố đã trực tiếp đến một số trường có ngành học mình mong muốn để tìm kiếm cơ hội xét tuyển bổ sung. Em mong muốn là theo truyền thông đa phương tiện, sau này ra thì mình cũng sẽ có những cái kỹ năng cần thiết để đi đây đi đó. Thì bảo thôi thế thì bây giờ con lên xem xét lại và con tìm các trường để có những cái bên cái ngành con thích. Liên tục tiếp nhận tư vấn cho thí sinh về cơ hội xét tuyển bổ sung cũng là thực tế tại phòng tuyển sinh của trường Đại học Đại Nam từ đầu tuần đến nay. Gia đình cũng chưa hiểu nhiều lắm đấy. Thì chính vì thế mà hôm nay mới xuống trực tiếp tại trường để hỏi cho nó cặn kẽ hơn về cái cơ hội để các con em nó có thể được trúng tuyển. Thật ra thì đối tượng này rất là đa dạng. Có những bạn thì trên 25 điểm nhưng có những bạn khoảng dưới 20 điểm. Gọi về nhà trường để hỏi về cái thông tin xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên theo đại diện của nhiều trường, năm nay chỉ tiêu xét tuyển bổ sung sẽ có xu hướng giảm do lượng thí sinh ảo giảm rõ rệt. Ghi nhận tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hơn 80% thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến. Tỷ lệ này được cập nhật liên tục nên các trường cũng sớm có kế hoạch xét tuyển bổ sung. Khả năng xét tuyển bổ sung năm nay không giống như các năm trước nữa. Là số thí sinh mà xác nhận nhập học và nhập học tại trường thì kết quả như thế nào thì chúng tôi sẽ có cái thông báo để có xét tuyển bổ sung đợt 2 nữa không. Đại học Đại Nam sẽ còn khoảng 20% dành cho chỉ tiêu xét tuyển. Đấy là khối ngành sức khỏe và khối ngành kinh tế. Nếu như các bạn mà rất là quan tâm đến những khối ngành này thì các bạn nên đến nhà trường để được cái tư vấn xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Điểm chuẩn gia tăng, tỷ lệ ảo thấp nên nhiều trường có thể không tuyển thêm. Các trường cũng lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin khi đánh giá cơ hội trong các đợt xét tuyển bổ sung tới đây. Tránh bỏ lỡ cơ hội theo học tại các ngành học đã trúng tuyển trước đó.